Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tiếp tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, năm thứ 3 liên tiếp, Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng đã được trao giải thưởng doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc châu Á 2019. Trong danh sách doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc châu Á năm nay có 26 doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam được vinh danh. Các tiêu chí lựa chọn được đánh giá một cách nghiêm ngặt về hệ thống quản lý doanh nghiệp, kết quả kinh doanh đạt được cũng như là sự đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội cùng với tôi nghĩ rằng đây là một giải đánh giá khách quan, trung thực và có sức lan tỏa cao, và cũng là một tạo cái một nguồn cảm hứng cho tất cả các doanh nhân, các thế hệ trẻ Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và có sức lan tỏa cao. Chuẩn bị 3 ngày nữa là ngày doanh nhân Việt Nam, là một cái ngày lễ của tất cả những người làm doanh nhân doanh nghiệp của đây, và tôi xin chúc ban tổ chức và các doanh nhân doanh nghiệp và các vị khách quý trong khán phòng hôm nay sức khỏe và thành công. Thank you so much, and as requested, I would like to translate into English language of his speech. Ladies and gentlemen, I'm very proud to have the third time winning this award in succession, and this is a very good and fair playground in the world. Cùng với Giải thưởng Doanh nhân Thế giới 2018, giải thưởng này khẳng định Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng sau cổ phần hóa đã xây dựng được vị thế trong lĩnh vực xây dựng trong nước cũng như hội nhập quốc tế.